Alo, alo, có ai nghe gì không? Alo, alo, có ai nghe không anh em? Rồi rồi, từ từ xin đồ. Hello, anh em có nghe rõ không? Có bị mờ như vậy không anh em? Anh em nào bị mờ đó là chỉnh lên chế độ 720 nha anh em. Rồi rồi, đây đây để mở rồi lên cho xem. Để chỉnh người chơi thấp cho nó không bị lắc nha, tại cái máy này nó mình không có cấu hình mạnh cho nên là nó hay bị lắc lắm. Bật cái like lên thì lúc nào nó cũng bị rớt, không rớt mana. Bữa có like mấy trận mà đường môn thì rất là tệ. Rồi, để cho các bạn xem đồ nha. Này là đao tuyệt ban tháng 10. Bộ an bang 4, chắc là nghĩ là 4, à không không, dây chuyền 4 thôi. Cặp nhẫn vô danh, ngọc bội thiếu lâm, bao đại thiếu lâm hạn sử dụng, nón thiên hỏa mắt, sát thương cũng cao và hạn huyết long câu. Thì hôm bữa con này là 205 triệu, mà không biết là có được giảm giá hay là trong đội hình hay là gì không thì không biết. Này là Pico cấp 5. Ân 4, binh phù 6.
này là của anh Lữ Vương, chiều này anh mới cho mình mượn cái hạt này để lai cúng kim. Mình mới làm ở bên fanpage này được mấy bữa à. Có gì anh em chọi ít gạch đá nha. BK rất là gà. Người lạ quen thuộc, hình như là anh Hoàng hay là ông gì nữa, ông chí gì vậy. Rồi coi thoái phong đúng không, thoái phong kiếm mắt ốp, kiếm này sinh lực cũng gần mắt rồi. Bộ tuyệt đỉnh bang 4, như chuyện có thể gọi là gần 99 điểm rồi, thiếu 1 điểm nữa. Cặp dẫn lăng nhạc, ngọc bội mắt ốp, ngọc viên vũ thời hạn, phi không 3, ấn 4, binh phù 2. Chà, anh hình như ạc này của anh Tú ở bên Hạo Thiên thì phải. Không bật chặt bật chiêu màu xanh á thì mình bị lắc rồi, tại vì máy nó yếu á nên là sida lắm. Tán mà đánh chỉ đánh lẻ lẻ thì mở người được, chứ mà để full á thì nó bị lắc. Mình nó bk gà rồi mà còn bị lắc nữa thì thôi thành thảm họa luôn. Chú ạc buồn, bữa mượn ạc của Nam cái bất bại á, cái quýnh gọi là nhục mặt. bị chủ đặt chửi quá chừng. Thì hiện tại bên mình đang có là một phi phong 5 nữa, đó là Đông Tà. Thì chưa quen cái cách đi của bên công trình 19, tại mình chơi mấy server mới không à. Mình đi đánh giải ban nhỏ. Rồi các bạn này toàn khủng vip lắm nè, gần như là mắc hết, những dòng cần mắc đã mắc. Quên mua mặt nạ nữa, đây mua mặt nạ. Mấy bạn thấy máy mình nó giật sẵn luôn rồi nên nó cái hình ảnh nó không được đẹp cho lắm. Đây máy nhà chứ đâu phải của máy công ty của Video Game đâu, nên là nó hơi củ chuối xíu. Chỉnh xuống xíu nha anh em ơi. Để đánh cho anh em khuyên cho nó. Im như Giang ơi. Combo thì được rồi, chủ yếu là đánh like cho anh em coi thôi. Đâu có cần mà phải biết chủ đặt BK khá rồi. Đây thì cũng dạng thứ 5, đây mới thật sự gọi là thứ 5 khủng nè anh em. Trang bị mắt toàn bộ nè. Hình như cái bao tay mà mắt ốp như vậy thì có một cái hay là hai cái gì nè. Mắt sinh lực nội lực nha. Này là dây chuyền 28, 24, 28. Là dây chuyền này ép nè, ép mà cấp 4 được 21, 28 thì là rất là ngon nè. Chúng độc 40 luôn nè. Một lông này mà me. Đai 40 choáng mà kháng quả 25. Cũng 40 choáng nhưng mà được kháng quả 30, 69, 255. Đai mình ngon hơn lượng tí xíu, thì 63. 30. Giày của bạn này lại là giày mắt ốp nữa. Râu trắng này thì dạng khủng. Hạng 4.
Tha, để mình xem bạn Tha. Tha này là một cao thủ từ bên Thu Phí qua nè. Vàng ạc thì đừng nói khủng. Đấy, xin lỗi. Đây, cái bàn và cái ngọc bội. Chém gió cho vui mà. Anh căng thẳng thế. Thì nói chung là kiến thức mỗi người chỉ có một giới hạn thôi. Em chỉ giới hạn tới đó thôi. Thì anh muốn em nói hơn cũng không được. Đây là không được tay nha anh em. Máu hiện tại có Ngami là 27k, 15.000 lượt tay, công kích là 292. Anh căng thẳng quá, đánh giải trí cho anh em nào coi thôi mà, còn phải bắt bẻ vậy không? Máy giật phun đích luôn nè. Chép chết NPC nó ghê. Sống vẻ ép nhà dữ. Anh em để ý lắc của mình nè, mana có khi nó không có xuống, nó cứ giật lên thì giật xuống không à. Tại vì cầm đồ hút thì không biết, chứ mà cầm bữa có cầm thử cái nỏ xanh của đường môn của anh kia thì nó cũng không rớt nữa, do đông quá nó bị lắc. Đứng yên cũng chết nữa. Chứ ạc này nếu mà bình thường mà một cái ạc đi đánh giải hay gì đó mà vô tìm nét không có live stream á, người chém chắc là một đao cho một người nha, trừ kỵ hệ nha. Này mà em mấy em đường môn mà đứng góc lát á, chém hơi bị đã luôn. Lắc lắm anh em. Nè em tin mình. Ê, nó dịch chứ không. Nè em tin mình để lên cho mọi người coi nè. Chứ ai không muốn cho nó đẹp anh em. Dịch, dịch tung nóc luôn nè. Không được, không được. Giảm cấu hình số anh em ơi. Máy mình laptop cũng cũ rồi nên là nó không có gọi là trâu bò được. Ạc mạng bình thường nếu mà combo 3 chắc không chết đâu. Thôi bữa nay cho chết nhiều nhiều xíu cho ăn lụm gạch. Ai cho gạch thì mình lụm thôi. Hơi giật xíu, tại máy mình nó không có tốt á. Này là chém bừa, thả auto chém bừa thôi, chứ không có gọi là DK, gọi là đánh lộn gì. Đâu
đâu biết à nào mới ra đâu. Nếu mà bình thường là mình sẽ chặt những cái ạc nào mà không có cái dòng bất tử 3 giây á. Hôm nay bây giờ Tống đánh sùng quá. Bên Tống vi phong vàng, vi phong rất là ghê. Xe mà không phải gọi là ạc, xe kéo cái chung mà đã gọi là toàn vi phong 3 không. Chiếm nhà rồi anh em ơi. Mười ba người cũng có gọi là top, nhưng nếu mình tắt người xuống thì nó đỡ lắc hơn. Rồi chết rồi, quay qua mình đang coi cái điện thoại á, đi coi coi anh em có chửi gì không. Này không phải ạc của mình không có quen BK đâu các bạn. Bình thường ạc, ví dụ như một ạc của mấy bạn thì mấy bạn có thể canh được cái gọi là cái máu, hoặc là đi chung một server nhiều á thì anh em biết là ạc nào mà mình có thể kết thúc lẹ và ạc nào mình không có kết thúc lẹ. Còn bạn nào mới nói mình mới biết chơi thì mình chơi lâu lắm rồi, nhưng mà chơi gà thôi. Đi bắt gà nha anh em. Dính cái trái cây rồi, xui quá. Thôi để mình để combo máu vô cái. Mình bơm combo 2 nha. Thật ra này mình ít khi sở hữu, có ít khi cầm được cái ạc khủng như vậy lắm. Mấy bạn thử cầm mấy ạc khủng như vậy đi, một cái ạc bình thường chắc chỉ có mấy bạn gọi là mấy anh, phải kêu là mấy anh nhà giàu á thì mới quen được mấy ạc này, chứ cầm mình chơi mình không có gọi là không có trình để cầm được mấy ạc này đâu. Thật sự tại người ta vô tay người ta đánh khác lắm, vô mình này hơi khác một xíu. Rồi lát lại đứng lên rồi. Giờ sáp tôn cái là nó lắc dữ quá nè. Mình toàn bơm máu trước không nha. Cái này là nhồi máu trước chứ để nó giật mình bơm không có kịp. Để nó mình lắc. Cái chương trình livestream á, bạn nào thử đao cái gõ USG, gõ cái OBS và livestream á, về đao thử thì lên Facebook của mình đi coi. Trừ phi máy mạnh.
Quá mạnh thật sự. Mình như vậy mà mình đánh cũng gọi là hơi bị ảo luôn á. Nó giật. Bạn nào đặt câu hỏi gì không, mình vừa đánh vừa trả lời cho. Chứ chơi bình nhà thì chịu nha, cái điều đó là hiển nhiên quá rồi. Rồi đặt cái bơm muốn chết luôn. Đi ra đánh cho bớt lắc anh em ơi. Ây bơm. Này mà trúng một nháy là ông kia xuống phi công liền. Giờ đang đánh tống kim mà bạn, đánh được điểm nào hay điểm đó, tại chỗ ạ người ta đua top tống kim 9 giờ nữa. Công chiến 19 nó không có khác mấy server, nó khác mấy server khác là mỗi hầu như mỗi server đều tống kim đều có bot hết. Hai đao là nhảy lưỡng nhi liền, ông nào mạnh là hai đao. Phải chỉ Bina Game mà nó cấp cho mình mấy cái cỡ này, đi livestream cho anh em chứ đợi anh em coi toàn đi mượn ạt không thì chết. Mình là chỉ quản lý fanpage thôi nha mấy bạn, chứ không có quyền hạn gì trong game hết á, không có tiếng nói gì to tát đâu. Giá trị của ạc này hả, mình đoán đại thôi nha, con ngựa 200 đồ thời hạn thì cho là 10 triệu một món là 20, 220 cặp vô danh là hiện tại là cho là 40, mình tính là giá dưới nha, 40 là 60, 260 đồ này kia nữa tầm chắc cũng phải bèo lắm là 300 triệu. Rồi lo chém gió.
Đấy. Đợi xíu đứng đứng chuột đứng chuột. Thì cái này là mình chỉ nói là con số sơ sơ thôi nha. Chứ mà còn thật sự là bao nhiêu thì mình không biết. Cho bạn nào tham khảo thôi. Thôi đi đánh lẻ ngoài kia. Lâu lâu mình nhìn qua mình ngó lại cái có gì chết anh em cũng đừng cười chứ. Ặc này không có cửa nào mà đi tống kim bèo vậy đâu. Thằng này không dụ mình vô bơm mà. À, cái gì đường là một đường là đường mà phải dùng auto mà để lên đợi. Mình đâu có dùng auto gì đâu bạn, cái này là do bạn không biết xài á. Cái auto của Võ Lâm của mình á, mình mở cái auto VL lên này nè, chỉ cho các bạn nè. Nè, ví dụ như cái nhạc bá dương vậy phải không, mình bấm vô chọn cái dòng bên phần cơ bản nè, cái mình chọn cái anh là đối thoại, cái mình tích chọn ở trên đây đúng không. Khi mà chuẩn bị báo danh phút 50 nó lắc ẩn xuống, các bạn bấm chữ đối thoại. Khi mà bạn chọn Google Mộ Quân Quân á, bạn bấm chữ đối thoại bấm bạn vô. Chứ đâu có gì khó đâu mà gọi là mình phải dùng ở tôi ngoài. Phải tập trung đánh xíu anh em. Căng quá. Hạt này nếu mà không lắc chắc chém tạch tạch. Giết như người với cái máy luôn. Nhìn thấy anh em bên tống rút ra cho có người đánh anh em ơi, chứ bắt gà có vui. Đánh live stream mà chơi bắt gà không. Không, mình nói rút ra thôi chứ mình vẫn ở lại. Nãy giờ chưa bắt được con gà nào bạn ơi. Trận này bị chiếm nhà nên là cung lôn Sophie không có lên top. Chứ bình thường là mình thấy ạc đó là lên top dữ dằn lắm. Cung lôn nó chém choáng kinh quá. Búp bồ ra ngoài là búp bồ coi như là chỉ biết đứng yên thôi. Chủ ạc này là anh Bá Vương, ủa anh Lữ Vương nha, phim nick Facebook là Lữ Vương. Bạn ơi đứng lại bạn, cho mình thử một đao các bạn. Đánh thấy gì vậy? Thấy chạy lung tung mà mình không biết. À võ đen thấy rồi. Lo vừa nhìn chat vừa đánh anh em. Ông kia không chết luôn. Họ không chết luôn rồi. Châu vãi. Đi có mấy con gà nè.
Kệ chỗ ạc vô kìa anh em. Ạc Facebook đang comment á. À anh Lữ Vương nha. Rồi. Ơi là cứ lâu nói là chết. Ông này đánh không đánh mà cứ chạy 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 hoài. Rồi mình gà, mình chịu mình gà. Đó là chuyện bình thường. Bạn nào BK hay thì đi đánh cho mình chủ hộ mình cái. À, lắc đưa lắc 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 rồi mình vừa bị lắc. Thằng này trâu lắm, mình chịu, mình đâu có combo nhiều đâu. Thôi đang đánh hai này nó mệt quá, đánh chạy chạy chạy. Nói chung là mình BK dạng cùi cùi thôi anh em ơi. Trời ơi khổ quá, cứ chê hoài. Không không. Bạn nào BK hay thì cứ đi đánh nhau mình chủ giùm mình cái. Mình không có. Số hoàng đế này đập mạnh quá. Chứ sao nãy giờ đập đúng hai cái chết không biết trọng kích gì vậy. Tại vì chi cháo à. Phi công thủ. Này mình chỉ thả auto và mình nhấp bơm máu thôi nha anh em. Không BK gì á. Gà lắm. Quýnh không có được gì á. Chín ca. À có vừa hạng 10. Có hoàng đế đó quýnh chặt đâu thế, chắc là cắn thuốc nhiều. Hay chơi rồi, chơi tôi hả? Ồ, ạc này có sức hút dữ, 275 người đang xem. Đúng mặt viết có khác. Rồi vô ké. Bao nhiêu 31k. Ừ mình được top 10 nha mấy bạn. Mình chỉ thả auto thôi. Nhau khổ chạy vô đây đi. Thank you.
ông đồ trắng ông làm ghê quá. Bạn thử bạn cầm ạc đi rồi bạn sẽ biết. Rồi mấy ạc này không có canh đam, đam ổng to đùng. Game trang chủ là ctc.vin.vn bạn ơi. Rồi mình bị đứng máy rồi. Này bị chiếm nhà không biết là thực lực nó tới đâu nha anh em. Chứ mình nghĩ ạc này đi server này thật ra là nhiều, rất là nhiều người PK hay á, nên là mình nghĩ ạc này cũng phải tầm rơi ít nhất là top 4. Ít nhất thôi nha, chứ còn thật sự mình không biết. Tại vì mình chơi ở server khác. Ạc này người ta lấy lực tai để đi chém lộn, chứ bây giờ ạc VIP mà đi kêu mấy bạn kêu đi đeo đột kháng này thôi thôi thua rồi. Bây giờ thời buổi này mà kêu đi đọc đột kháng đâu phải như thời xưa, ngày xưa ngày xưa chúng ta không có. Giờ cứ mà ngọc cứ đồ lực tai lên là cứ phan vô cho nó VIP anh em. Thì kênh tiên sinh gian cầm à hay gì gian ơi. Đi phong búp cũng không thấy lên luôn. Rồi sao mất tiêu rồi. Đặt bơm nữa hả. Ông này ông gõ hai gậy là đứt thì sao mấy ông cái bàn kia. Đúng thiệt mạnh quá. Mà không chơi ông này đâu. Một em. Mấy bạn kêu có góp ý với mình sao Vinagame nó không có gọi là gì ta, xử lý mấy thằng bot đó, thì cái đó là do ý thức của người chơi thôi, không không cấm được các bạn ơi. Bây giờ nó bot, bây giờ bạn cấm một hạt phải không, thì nó chơi nó bot một xe cũng vậy à. Đó là mình nói trên phương diện là mình là người chơi thôi nha, chứ mình không có phải là người trong công ty, mình không có phải là người trong ban điều hành nha. Rồi đại gia mê game ủng thụ đi chiến thù hay gì á. Mình cũng chưa có tiền để cập nhật mấy cái này nữa, mấy cái này mình không biết lại không. Nó biết sao mà ông Shopee ổng có hai kill lận, mình không biết. Thì mình đọc là Phi Phong 5 là được 2 kill nha. Một kill là trọng kích dịch chuyển với phòng thủ. Thì ổng lấy là thủ với trọng kích. Ủa, trọng kích với dịch chuyển. Giống như đường môn lướt vậy đó.
đánh ông kia hả? Ý của anh người lại quen thuộc là tại sao ông kia nói là phải đeo kháng nhá. Thật ra theo mình thì bây giờ kháng cũng không, nó cũng không quan trọng lắm thật sự. Giờ ạc đồ nếu như mà một ạc VIP của người ta thì chỉ cần đeo cái cộng dây chuyền với bộ an bang thì nó mắc quá rồi, còn ạc này thấy sơ sơ toàn mấy món kỹ năng rồi, nè một hai ba bỏ ba món kỹ năng ra mà ra kháng được như vậy rồi. Thì bạn nghĩ rồi, nếu mà mặt full kháng thì kháng nó cao mà không giết được người đi đóng kim đánh ai. Thật sự hạt này nếu mà trừ mấy ông nó đen nha, đánh chắc một chắc hai chắc ba được. Trời ơi ông kia bóp tôi rồi. Rồi ông ơi khác. K áp chó cần chó rồi. Giờ là cái đang copy ở bên công chiến 19 nên là cái server nó đông toàn quái vật không các bạn. Tại nhiều người người ta chơi người ta không có thích thể hiện về cái này nên là người ta ít xuất hiện đánh đội, chứ bạn về mấy server là đánh nhắn đi tống kim mà bạn đánh ABC luôn á. Server này đánh đánh trong thành mà tới 4 bang 800 mặt rồi, anh biết server nó lắc cỡ nào rồi. 40k được hàng 7 rồi ơi. Nói chung là ai còn đam mê còn thích chơi thì chơi, chứ thật sự giờ anh em nói hút máu thì cũng không đúng, là do mình tự mình tàn sát lẫn nhau. Anh lên được một món tôi phải lên được hai món thì chết rồi. À, đứng đây đợi mấy ông kia chui vô. Ngày theo đúng ra nếu một ạc dày á, thì tống kim sẽ dẫn theo khoảng hai con nga mi chứ còn cũng độc. Theo mình thì cách chơi của mình là vậy á, ai muốn chơi sao chơi, nhưng mà mình thì nếu mà mình có điều kiện mình sẽ chơi như vậy. Thì mình bị cay kém lắm, có người chụp lại mình bắt gà vậy mới ngon. Cỡ này bạn đánh tổng thì nó khác, kinh nghiệm thực chiến nhiều, không có nhiều mấy giải đấu lớn, cũng có gọi là bon chen xin được mấy lót đi làm đánh giải rồi. Nói chung là hôm nay trận này là mình thấy do bắt gà hay sao mà thấy bớt đắt thôi. Thank you.
anh muốn chửi gì á, mấy anh gọi điện lên hotline mấy anh chửi cho nó lẹ, chứ ngồi đây chửi anh đi cùi bắp để làm gì không biết nữa, khổ quá. Không, cái vấn đề mà bỏ tiền vô game thì mày quan trọng điều kiện mạng tới đâu thôi, ví dụ như mình có tiền mình thích mình cũng phải chơi thôi, chứ ai bỏ tiền mà gọi là ngu, ngu người ta đã không có tiền rồi mấy ông nội. Ví dụ như người ta chơi xe rồi chơi gà 45 kg gì đó, còn này người ta chơi game thì nó sẽ khác. Thường là mấy ông nhà giàu này á, mà chơi game á là vợ mấy bà vợ thích lắm. Thật sự suốt ngày ngồi ở nhà, không đi làm về cái ngồi ở nhà ấy, vợ thích lắm, không có muốn đi ra ngoài nhậu nhẹt rồi bồ nhí rồi tùm lum tùm la nữa. Mấy ông thử đi rồi mấy ông biết, trời ơi ạc biết như vậy đi ra tới đâu, ví dụ như đi vô ví dụ up bang gì đó hay là đi chơi đó, vô à anh này cầm cái ạc bá vương, ta sẽ nhìn bằng một con mắt khác liền. Chứ kêu bây giờ mình kêu vô mình cầm cái ạc cùi bắp đường môn 132, các bạn tin không? Các bạn mấy người coi à, cũng chỉ là một người bình thường thôi, mọi người có một cái sở thích riêng. Nói chung là mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, giống như mình chơi nhiều server, mình chơi mấy ạc nhỏ không, mình gặp nhiều cái loại người lắm, thì cuối cùng mình cũng bị biến chất hay rồi. Bốn mươi hai k được hạng 6, chết 4 lần, không biết là vậy là được chưa anh em, cỡ này là livestream anh em coi được không hay là phải hơn nữa, chứ mình thì khả năng mình không có cao hơn được. Ví dụ như Vinagame cấp cho mình một cái ạc mà có hai nhẫn càng khôn rồi thêm thế ngọc bội kỹ năng rồi bao tay rồi đao môn phái gì đó thì may ra mình đánh được top 1, mình chỉ có vậy thôi, sợ không được top 1 luôn. Nhớ thả like thả tim nha anh em ơi, cậu like thôi, để về nhà kiếm mày mấy trái chuối di động. Nãy giờ thật sự server này nãy giờ ạc quýnh chết ạc mình là chỉ có ạc gọi là gì ta, rồi xong mới vừa nói cái ạc sói hoàng đế, thật sự ạc đó là đánh gì đâu mà ba gậy là chết. Gọi là đánh đau á, mình không biết server bên này sao, thì ạc đó mình không có làm gì cấp hay đồ gì hết. Phải nói là đâu rất là VIP, còn mà kêu ạc bình thường mà kêu vô đánh ạc này thì chắc là hơi chạy với cấp giải. Master Yi là đường môn hả? Đường môn nhiếp hồn luôn mấy bạn. Vậy là đây một cao thủ lắm nè, mình nói thiệt. Đường môn mà nhiếp hồn mà đi được hạng 2 server này, mình thấy là hôm bữa là mình thấy là đánh trận kia là ổng nhất luôn. Thì ạc này phải nói là PK rất là kinh khủng. Tại vì bản này nhiếp hồn nó đâu có lên đam đâu, phải là kết hợp giữa tiểu lý nhiếp hồn
thiên nhẫn phù hộ châu quá, chém không chết. Các bạn chừng nào các bạn đạt được trình độ như vậy thì mới gọi là BK hay, không thì cầm mặt đánh nhau minh chủ. Các bạn thấy mà mấy ông đánh nhau minh chủ, mấy ông thay đổi tổ hợp phím nó ghê lắm, thường xài là mặc định á, mấy ông chuyển ADF nhìn choáng mắt luôn, nhìn thôi là khủng rồi chứ đừng nói mà đã đánh 47k thử lên được hạng 5, chắc là mấy bạn đang nhường cho mình á. Ngami kiếm hiện tại thì theo có Ngami, theo mình hiện tại là mình chơi Ngami kiếm chứ mình không chơi trưởng. Còn ví dụ nó đi đánh solo thì mình lại chơi trưởng mà không chơi kiếm. Ngami kiếm thì mình thấy là quýnh nó ok hơn. Cái sự kiện thăm á nha anh em, cái sự kiện thăm chưa có ai trúng nha anh em. Nếu mà anh em nào còn chơi á thì nói với bạn nào mà muốn làm giàu theo mình á thì ngày cuối cùng hãy ăn, mình đoán là vậy chứ không dễ gì anh ăn của mấy anh Vinagame đâu. Stream của mình live stream thì mình có nói quyền của mình, đừng có vô đây coi à. Mấy ông coi mấy ông dẹp miếng ông mét nữa là chết tôi á. Nói sao còn có thằng AD mà lên đây ngồi nó nói xấu video game quá. Thì mình chơi game của người ta thì người ta làm sao mình chơi được cũng chơi được thôi, nghĩ chứ sao vậy. Tại vì một phần cũng do bên Trung Quốc nữa các bạn. Các bạn không làm thì mấy bạn nghĩ là do Vinagame quyết định, thật ra là nó cũng có phần do Trung Quốc. Ví dụ bên mình đâu có giết được mấy cái nhân vật, mấy cái trang bị gì đâu, toàn Vinagame bên Trung Quốc giết. Event có thể là Việt Nam, bây giờ Việt Nam nó làm được mấy cái rồi thì không biết. Nhưng mà thì mình làm hôm bữa mình có làm công ty game khác đó, thì là do bên Trung Quốc, thường mấy game mà web nữa, nhất là game web nữa, tụi nó làm mì ăn liền là cứ được vài bữa là sập, vài bữa là sập à. Chơi được cũng khoảng game nào thọ thì được nửa năm, cứ nửa năm là sập, nửa năm là sập. Mấy game web ghê lắm. Tại vậy tại sao mình cứ chơi video game hoài, chơi với video game hoài vậy á. Nói chung là cũng gọi là còn chấp nhận được nếu mà so với những cái game khác. Không như bữa game chơi game web bên công thành chi bên Sinh Đế, chứ công thành Sinh Đế á, có anh kia ảnh nạp 200 triệu để ảnh mở cái tính năng kia, 200 triệu nha mấy bạn, chỉ mở một tính năng mà không được luôn, mà tới mức mà phải bên Trung Quốc mà nó mở ra cho luôn á. Anh bạn biết rồi đó, game web nó bá đạo lắm, nó không biết là ma ám chân ma giáo gì chăng đó. 200 triệu để cho một cái tính năng nó con tướng nó mạnh thêm thôi, mà hai con lúc đó thời đó ai cũng lên hai con, người ta có 50-50 thôi, đặt đó là tới 200 triệu không ra lên được. Bây giờ bên này thì chắc là mấy ạc viết thì chỉ không ăn ra đồ thôi, đồ chắc là không đánh giá với mấy ông này rồi. Ông Thiên Dương Final Fantasy này mạnh lắm nè. Chết. Nghĩ sao mà đường môn đánh với hai sau này, ông sơ xuất kinh địch quá. Chắc Giang đang cầm á, Giang bạn mình á, nó nhỏ hơn mình xíu, nó trước chơi chung ở nhà dưới quê á. Nói chung là toàn người quen chơi với nhau không à. Rồi còn ha, còn một phút cuối cùng nha anh em. Sống này mình ốp chim nha anh em. Thì bữa nào mượn được hạt nào biết tiếp nữa mình ở đây gì ta? Mình live stream tiếp.
Cảm ơn anh em đã xem, nhớ bấm like với thả tim nha anh em ơi. Có cái để mà mình còn xin cấp ạc rồi để quýnh cho nó đã chứ. Đi mượn ạc có bữa có bữa không anh em. Văn Hào game lập trình ra là sửa được. Đúng rồi, game này là lập trình ra là tất cả đều chỉnh sửa được. Còn mà chỉnh sửa theo mức độ nào thì do người kỹ thuật đó cao tay tới cỡ nào thôi. Rồi, ok, mình sẽ xem cho các bạn xem đồ. Lắc quá anh em. Cho xem lại lần nữa nha anh em ơi. Từ từ Giang ơi, 1 phút Giang. Đau thời ngạn, câu tay thời ngạn, cặp vô danh nè, cặp vô danh là 40 triệu, cho 40 triệu. Ngọc bội hiện tại là 7 triệu, nón này chắc 3 triệu, áo này cho 2 triệu, nó là 5 triệu. Đai với dây chuyền 4 thì mình không biết, không định giá được nha. Hãng biết hôm bữa giá mua là 205 triệu, thì không biết là hiện tại nó còn nhiêu. Nói chung cái gì chơi rồi cũng sẽ mất giá, nhưng mà đẳng cấp thì còn đó. Giờ người ta chỉ biết là Bá Dương hiện tại đang sở hữu con này thôi. Binh phù 6 thiếu 5, vi phong 5 thì cái này mình không định giá được. Mình cái đồn chắc 50 hay sao, cái vi phong 5 này 50 hay sao á. Mình thấy rau 4 thì mười mấy, thì cái này thì chắc 30, 35 gì đó. Nhưng mà công gom đi phong rồi thì nó cực nữa, nên là mất tiền nó bán sao. Rồi nha anh em ơi, cảm ơn anh em đã xem stream nha. Bữa khác gặp lại nha anh em ơi. Trả hạt cho người ta đi hoạt động nha. Cảm ơn anh em nhiều. Nhớ đừng trội gạch lên fanpage của tôi nha mấy ông ơi.